trung vệ điển trai nhất nhì U23 Việt Nam, Thái Bá Sang bất ngờ kết hôn vào ngày hôm nay. Đang ở đỉnh cao ở sự nghiệp, trung vệ Thái Bá Sang cưới vợ khiến nhiều người bất ngờ. Vào lúc 11 giờ hôm nay ngày 1 tháng 10, trung vệ Thái Bá Sang chính thức tổ chức hôn lễ với bạn gái tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Do công tác chuẩn bị bà nợ rọ nợ nên không thể đưa thiệp mơ y đến tạ nợ Tây Tư nợ về ngư y đưa cờ, nên em viết status này để tất cả mọi người thấy và đến dự bữa cơm thân mật cùng vợ chồng em. Nếu có thiếu sót gì mong mọi ngư y thông cảm ạ, rất mong tất cả mọi ngư y bơ tờ chúc thơ y giang để đến chung vui vơ y vơ chồng em. Năm cầu thủ viết. Cầu thủ Thái Bá Sang tổ chức đám cưới vào ngày hôm nay ngày 1 tháng 10. Nam trung vệ lập gia đình ở tuổi 24. Anh nhận được nhiều lời chúc của thủ môn Văn Hoàng, tiền vệ Phan Văn Đức, vợ của Phạm Xuân Mạnh. Thái Bá Sang sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam, Nghệ An. Mùa giải 2022, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng, Thái Bá Sang được kỳ vọng sẽ trở thành hòn đá tảng nơi hàng thủ Sông Lam, Nghệ An. Đạt phong độ ổn định, Thái Bá Sang hiển nhiên lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trung vệ sinh năm 1999 được huấn luyện viên người Hàn Quốc triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Nửa kia của cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là Hà An Nhân đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vinh.